Skip, Bitmap rồi này kia, rồi PNG rồi này, tất cả những trò có máy khác gì hình. Nó tương đương nó bảy số mà lúc đó nó còn có thêm hàng Photoshop, nó có thêm một cái này ra nữa, nó gọi là Adobe Lightroom. Nó gọi là Lightroom, tức là cái hàng đó chưa mong có điều chỉnh về ánh sáng rồi. Tức là cái hình của anh á, lấy ví dụ như anh chụp một đồng bồng nè, anh có thể đổi ra, nó thấy cái tông màu giống như chụp ngoài trời. Hoặc anh chụp cái hình đó ở ngoài trời, nhưng mà lúc đó anh vô trong đó anh rút lại cái hình đó, anh nhìn cái hình nó giống như là chụp trong bóng râm. Cái lớn là không phải, tức là nó gọi là Adobe Lightroom. Nếu anh xào Photoshop nó lại cộng lại cái thằng đó nữa, nó thì anh sẽ edit được những cái hình đó như thế nào. Nó vẽ, nó vẽ lấy ví dụ như vẽ cái logo, nó gạt vậy mà nó gạt mà cái hay là được xu bế đó chồng dễ sợ. Cái số này nó là không, nó nói mà ta nói về cái này, cái số này là nó có cái gì hiểu đó, tao nói thì nghe nha. Cái nào Việt Nam đi, lúc mà ta ở bên đó ta chạy xe ôm đó nha, được ta lậu ngã tư gặp ba cái mối cái bà 27 tết, 27 tết, 23 tết chứ là 27 gì đó, trời lạnh rồi còn tết. Hôm nay anh chở gấp tôi ra Bà Rịa Vũng Tàu. Tao nghĩ mừng quá, lâu lâu được cũng đi xa là tiền cẩm nha. Không nói giá đi xa là có tiền nhiều, chứ không tao lên. Rồi chị lên, cái đổ xăng rồi tao không thèm báo với nhà nữa, đi ngang nhà mà không báo nhà. Đi cái mối ngon. Trên đường đi bà nói vậy, anh chạy cho ngon để kịp tôi kịp chuyến tàu. Cái tao đang nghĩ bả, tôi nói thôi anh chị, tôi bỏ xe tôi cho chị cho tôi đi luôn đi. Tôi chở chị tới đâu, giống không có tiền bạc thì tôi ra cố gắng chở chị tới đâu. Bà đồng ý. Cái chạy ra tới cái số 97, trời ơi, mày biết nó trời lạnh buốt rồi, tôi chạy chừng một tiếng mấy á. Ra đó xuống cái lộ đó là chừng một mét, nằm vô trong cái nhà lục sụp thôi. Gặp ông trung tá Hải Quân nữa. Đây anh này cũng đi chứ lệ đó. Anh có quỷ hương của đức từ trung tá Hải Quân bị lấy. Bỏ xe, cái xe mà kiếp cơm đó mà bỏ xe cái mày mà xe mượn á, chứ phải là xe tao á. Ủa anh bà con. Đúng mà tức kia bỏ luôn, không thì chưa nói gia đình. Nếu mà họ mà không nói gia đình, nghĩ đi cái đêm mà về là có thể là bị nó lấy xe đi giết. Không phải, đi qua Mỹ rồi giết thôi về, không phải cho mình. Tôi ra đó để làm một đêm. Trời ơi, nó không có tầm gì vô hết mày. Không có tầm đó cái bà mày nó lừa. Tao có mẹ gì lừa. Không bỏ là người ta nó lừa kia, tao biết tôi nói gì. Tại vì tao có một trung tá đâu, có làm chứng phản, nó nói nó không đi lắm.